việc ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng tôi chưa từng đến Việt Nam. Và lần này tôi rất muốn đến Việt Nam của các bạn. Tôi nhận ra rằng Việt Nam và Hàn Quốc có chung những đặc điểm về văn hóa cũng như lịch sử. Trước đây, Hàn Quốc cũng có thời gian rất khó khăn và đã vượt qua, bây giờ có điều kiện tốt hơn. Chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc vượt qua những khó khăn. Tôi nghĩ rằng hiện nay có rất nhiều người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Họ lập gia đình và có con tại Việt Nam. Cũng như tại Hàn Quốc, có rất nhiều người Việt Nam sinh sống và làm việc, có con cháu ở đất nước Hàn Quốc chúng tôi. Tôi nghĩ điều quan trọng trong cuộc sống đó chính là hạnh phúc. Chúng ta hãy nghĩ về câu chuyện thành công của hai quốc gia và chúng ta hãy cùng nhau tiến đến thành công. Chúng ta là những người bạn tốt và chúng tôi đến đây chỉ muốn làm các bạn và muốn hạnh phúc cùng các bạn. Tôi không mong muốn gì hơn, đây chính là lý do tôi đến Việt Nam lần này. Làm cho mình giàu thì đã là khó rồi, nhưng làm cho cả một cộng đồng giàu có, sứ mệnh nó lớn hơn. Nhưng tôi lại sinh ra để làm rất nhiều cái việc của cho cộng đồng, cho xã hội. Tôi thấy rằng cái mô hình mà làm thế nào để giúp được con em dòng họ và những người bạn có cái môi trường để phát triển cái doanh nghiệp của mình lên, và đặc biệt là khởi tạo cho những cái bạn trẻ mà có khát khao, có mong muốn trở thành những doanh nhân khởi nghiệp trong tương lai gần. Cho nên công ty NFV ra đời. Tôi nghĩ là cái hội nghị giao thương Việt Hàn sắp được tổ chức ấy, nó sẽ có một cái tác dụng rất lớn trong cái việc phát triển quan hệ không chỉ giữa Việt Nam Hàn Quốc nói chung, và còn thiết lập cái mối quan hệ cũng như hợp tác của phía Hàn Quốc, các công ty Hàn Quốc với một cái đối tác kinh doanh rất là quan trọng hiện nay, đấy là cái tập đoàn NFV, tập đoàn giá trị tương lai. Tôi tự đánh giá mình là một doanh nhân mà cũng ba chìm bảy nổi, và cũng có lúc thành đạt và cũng có lúc là rất gian truân. Chính vì vậy tôi cũng tích lũy trong mình những cái kinh nghiệm vượt khó. Và cái mà tôi cảm thấy tự tin đó là chuyển lửa, chuyển ý tưởng, chuyển cảm xúc và chuyển nhiệt huyết công việc và niềm tự hào cho đồng nghiệp, cho cấp dưới và cho những cộng sự. Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam đồng hành với NFV để có thể tạo ra những cái giá trị mới, không chỉ vào các cái liên kết kinh doanh, các cái hợp tác, mà còn trong các lĩnh vực hỗ trợ đào tạo về quản trị, tư vấn về quản trị doanh nghiệp, tư vấn về chuyển giao công nghệ. Tâm thế của NFV Group cũng phải làm thế nào để cân bằng được ba cái cụm cân bằng, ba cái cặp phạm trù cân bằng. Đấy là thứ nhất là cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, cân bằng giữa gia đình và xã hội, cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu. Còn đối riêng với công ty NFV thì đây cũng là một cơ hội để mà tiếp xúc trực tiếp, tạo ra một cái sự hiểu biết lẫn nhau giữa công ty NFV với phía Hàn Quốc, mà qua đó mà tạo ra một kênh chia sẻ, trao đổi thông tin về sau này. Đó là những thông tin về thị trường, thông tin về đầu tư, những thông tin về khoa học công nghệ, và đặc biệt là cái hợp tác kinh doanh trong cái bối cảnh mới của cái mạng khoa học công nghệ lần thứ tư. Vấn đề tôi tâm đắc đó là xã hội hóa cộng đồng, xã hội hóa về vốn, xã hội hóa về quản trị và thông tin, nó rất phù hợp với những sở trường của tôi. Từ hoạt động thực tiễn của NFV thì Hội các nhà quản trị Việt Nam cũng thể đúc rút ra những cái bài học, những cái mô hình quản trị mà nó đặc sắc, mang cái tính chất của Việt Nam nhưng vẫn phù hợp với các cái thông lệ mới của quốc tế.